Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mức triglycerides cho thấy lượng chất béo trong máu của bạn. Nếu mức độ triglycerides tăng cao hơn so với mức bình thường, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong do so bệnh tim mạch cũng sẽ tăng lên. Trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay, sẽ đưa ra một số phương pháp giúp giảm lượng triglycerides không dùng thuốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hạn chế ăn và uống những sản phẩm có bổ sung đường. Nếu bạn nhận ra bình thường xuyên ăn những đồ ngọt hoặc đang cho nhiều đường hơn khi pha đồ uống hoặc nấu ăn, bạn có thể sẽ nghĩ đến chuyện mình bị nghiện đường. Và mặc dù bạn nghiện đường hay không, việc sử dụng những đồ ăn và đồ uống được thêm đường có thể khiến bạn gia tăng lượng triglycerides. Hãy đặt mục tiêu giới hạn lượng đường tiêu thụ trong ngày không nhiều hơn 10% tổng lượng calories để giúp ngăn hàm lượng triglycerides gia tăng. Hãy lựa chọn những thực phẩm không đường và lưu ý đến hàm lượng đường được ghi trên nhãn của mỗi loại thực phẩm bạn mua. Bên cạnh đó, bạn cũng nên đọc thành phần của các loại thực phẩm và để ý đến tất cả những loại ẩn có đuôi là oxy như suroxy, frutosi, lactosi, dextrosi. Tiêu thụ nhiều chất xơ hơn, những chế độ ăn như chế độ ăn carbon đã được chứng minh là có thể làm giảm lượng triglycerides, nhưng bạn cũng không cần cắt hoàn toàn carbon khỏi chế độ ăn của mình nếu chọn những loại ngũ cốc nguyên cám và trái cây có chứa nhiều vi chất dinh dưỡng và chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ và carbon phức nên là một phần được chú trọng trong chế độ ăn của bạn vì chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp giảm hấp thu đường và chất béo tại ruột, từ đó giúp giảm lượng triglycerides. Những loại rau củ như bông cải, khoai tây và cà rốt là những nguồn giàu chất xơ mà bạn có thể dễ dàng thêm vào bữa ăn của mình. Loại bỏ những chất béo không lành mạnh ra khỏi chế độ ăn của mình. Cùng với đường, một trong những thứ có thể giúp triglycerides gia tăng chính là chất béo không lành mạnh. Chất béo dạng trans có thể dễ dàng tìm thấy trong thực phẩm chiên sắn và chế biến sắn có thể gia tăng hàm lượng triglycerides và tăng nguy cơ các bệnh tim mạch. Sau đó, chúng ta cần hạn chế tối đa có thể những chất béo dạng này. Bạn cũng nên giảm lượng chất béo bão hòa được tìm thấy trong thịt và các sản phẩm từ sữa để hạn chế lượng chất béo không lành mạnh nạp vào cơ thể. <laughs> Cách giảm lượng carbon hydrate tinh Ăn quá nhiều, là một trong những nguyên nhân phổ biến làm tăng triglycerides. Bạn cần đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm khỏe mạnh và hạn chế các bon đơn như trong bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và nhiều loại snack khác. Lượng đường dư thừa sẽ chuyển hóa thành triglycerid vào trong mạch máu. Sau đó, ăn thực phẩm giàu carbon hydrate tinh có thể gây tăng triglycerid. Vận động nhiều hơn một trong những câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi làm cách nào giảm lượng triglycerides là đốt cháy nhiều hơn lượng carotid dư thừa đã nạp vào. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động thể chất ở mức độ trung bình có thể giúp bạn có 20% cơ hội có mức triglycerides thấp hơn so với những người không có thói quen vận động. Bên cạnh đó, vận động cũng giúp tăng lượng cholesterol tốt có thể giúp giảm lượng triglycerides. Trong số các môn thể thao aerobic, có vẻ như là môn thể thao có tác động nhiều đến giảm lượng triglycerides. Theo CDC, người trưởng thành nên tập luyện thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Hạn chế uống rượu Mặc dù bạn có thể muốn nhâm nháp một hoặc hai ly rượu sau một ngày dài làm việc, nhưng bạn luôn cần nhớ rằng uống quá nhiều rượu là một trong những thói quen không lành mạnh có hại cho bạn hơn bạn nghĩ. Rượu có thể làm tăng mức triglycerides của bạn, trong khi cũng góp phần gây ra tình trạng tăng huyết áp béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Rượu cồn là nguồn cung cấp calo rỗng và đường khi lượng năng lượng dư thừa này không được sử dụng, nó có thể bắt đầu được tích tụ dưới dạng triglycerides trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu có thể làm tăng nồng độ triglycerides ít nhất là 50%. Nam giới không nên uống quá 2 ly tiêu chuẩn rượu mỗi ngày, trong khi phụ nữ không nên uống quá 1 ly mỗi ngày. Và đặc biệt, nếu bạn đang cần giảm mức triglycerides, hạn chế hoặc không uống rượu là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị chữa đau cánh tay bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.